Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày một chủ đề quan trọng và cần thiết cho mọi người làm việc trong ngành công nghiệp kim loại, các tình huống nguy hiểm khi hàn cắt kim loại. Trong video này, chúng tôi sẽ đưa ra những tình huống nguy hiểm thường gặp khi hàn cắt kim loại và cách đối phó với chúng để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Tình huống 1. Hàn không đủ bảo vệ. Tình huống đầu tiên mà chúng ta cần bàn là việc không sử dụng bảo vệ đúng cách khi hàn cắt kim loại. Ánh sáng mạnh và tia UV từ quá trình hàn có thể gây hại cho mắt và da của bạn. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như việc bị cháy nám hoặc mắt bị tổn thương. Hãy luôn đảm bảo bạn sử dụng kính bảo vệ chống tia UV, áo bảo hộ chống nhiệt và găng tay bảo vệ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của tia lửa và tia nhiệt. Tình huống 2. Không kiểm tra trước khi hàn. Tình huống tiếp theo thường gặp là không kiểm tra kỹ trước khi hàn cắt. Kim loại có thể nhiễm dầu, mỡ hoặc các vật thể lạ khác. Hàn trên các vật liệu này có thể gây ra vụ nổ nguy hiểm. Trước khi bắt đầu công việc, hãy đảm bảo bạn đã làm sạch bề mặt và kiểm tra kỹ để đảm bảo không có vật thể lạ nào ẩn bên trong. Tình huống 3. Sử dụng thiết bị hỏng hóc. Một tình huống nguy hiểm khác liên quan đến việc sử dụng thiết bị hàn cắt hỏng hóc. Nếu các thiết bị như hàn máy, dao cắt plasma hoặc bình khí không được bảo dưỡng hoặc kiểm tra định kỳ, chúng có thể gây ra sự cố và tai nạn nguy hiểm. Hãy đảm bảo bạn thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị của mình để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách. Tình huống 4. Không có sự chuẩn bị an toàn. Một sai lầm nguy hiểm khác là không có sự chuẩn bị an toàn trước khi hàn cắt. Điều này bao gồm việc xác định vị trí hàn, cách tiếp cận và cách xử lý các vật liệu thải đúng cách. Không có sự chuẩn bị đúng cách có thể dẫn đến tai nạn không mong muốn. Hãy đảm bảo bạn đã lên kế hoạch trước cho công việc của mình, đặc biệt là trong các không gian hẹp và khó tiếp cận. Tình huống 5. Không biết cách xử lý hóa chất. Cuối cùng, một tình huống nguy hiểm nữa liên quan đến việc không biết cách xử lý các hóa chất trong quá trình hàn cắt. Kim loại và hóa chất có thể phản ứng với nhau và tạo ra khí độc hại. Hãy đảm bảo bạn đã nắm rõ các loại hóa chất bạn đang sử dụng và cách xử lý chúng đúng cách để tránh các vấn đề về sức khỏe và an toàn. Vậy là chúng tôi đã đi qua các tình huống nguy hiểm khi hàn cắt kim loại và cách đảm bảo an toàn trong quá trình này. Hãy nhớ rằng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé.